Theo ghi nhận của PLO vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 10 tại ngã tư Phủ Doãn, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức cho nhiều bệnh nhân chạy thận, ghép thận, làm các thủ tục cần thiết để trở về nhà sau khi có kết quả âm tính với COVID-19 trong hai lần xét nghiệm. Trong số những bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện, phần lớn là người cao tuổi, phải ngồi xe lăn, có người nhà giúp đỡ di chuyển. Nhiều người rời khỏi bệnh viện cùng với đồ đạc mang theo. Vào lúc 21 giờ 20, gần 10 chiếc xe buýt 45 chỗ được điều động đến cổng Bệnh viện Việt Đức để đón hơn 100 trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ. Các xe được đánh số thứ tự, dán dòng chữ xe vận chuyển công dân đi cách ly tập trung. Tài xế trang bị quần áo bảo hộ, các vị trí ngồi trên xe được bố trí giãn cách, có vách ngăn với buồng lái để đảm bảo quy định phòng chống dịch. Để đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến công tác đưa đón người dân đi cách ly tập trung, Công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường lực lượng, phong tỏa tạm thời những trục đường chính dẫn vào bệnh viện. Đến 0 giờ 10 phút ngày 3 tháng 10, những chiếc xe buýt chở người đi cách ly mới xuất phát bởi một xe cảnh sát dẫn đường. Thông tin trước đó từ Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi phát hiện chùm ca nhiễm COVID-19, Sở này đã phối hợp với quận Hoàn Kiếm và Bệnh viện Việt Đức triển khai các biện pháp phòng dịch, đặc biệt sẽ đưa hơn 1.000 người nhà có liên quan đi cách ly tập trung. Bệnh viện Việt Đức đã có tổng cộng 31 ca mắc COVID-19 ghi nhận ở Hà Nội và một số tỉnh thành như Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Dương và Nam Định. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.